Dã tâm của người phụ nữ sát hại cả gia đình chồng sau khi ly hôn, bi kịch của một gia đình. Bước vào phòng, người đàn ông nhận thấy đồng nghiệp của mình đang nằm trên giường với một tấm chăn kéo lên đến cằm, trông giống như đang ngủ, nhưng khi chạm vào thì cơ thể anh ấy đã lạnh cứng. Trong vòng 5 năm, ba người trong gia đình nhà Harrison lần lượt được tìm thấy đã chết tại ngôi nhà của họ. Đầu tiên là Bill Harrison qua đời vào năm 2009 và một năm sau là vợ của ông Bridget Harrison. Hai cái chết vào thời điểm đó không được coi là án mạng cho đến khi con trai của họ bị sát hại vào năm 2013. Từ đây, cuộc điều tra của cảnh sát đã hé lộ những bí ẩn kinh hoàng về cô con dâu cũ của gia đình này. Thi thể trên giường. Trưa ngày 23 tháng 8 năm 2013, theo lịch, người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp tại căn hộ Celeb Harrison, 40 tuổi. Khi đang lau dọn tầng 1, công việc của cô bị gián đoạn bởi đồng nghiệp của Celeb. Người này cho biết tới tìm Celeb vì anh đã không đi làm vào buổi sáng hôm đó mà không hề thông báo, cũng không liên lạc được. Nữ giúp việc nói rằng cô cũng không thấy Celeb, nhưng phòng ngủ của anh trên tầng 2 đang đóng cửa. Nghĩ rằng có thể Celeb đang trong phòng, hai người cùng bước tới gõ cửa. Khi không có tiếng trả lời, họ cùng mở cửa bước vào phòng. Tại đây họ thấy Celeb đang nằm trên giường với một tấm chăn kéo đến cằm, giống như đang ngủ. Nhưng rồi khi chạm vào Celeb, người đồng nghiệp bàng hoàng nhận thấy toàn thân anh đã lạnh cứng. Những tiếng còi xe cấp cứu vang lên làm náo loạn cả buổi chơi yên tĩnh và dừng lại trước ngôi nhà đẹp nhất trên con đường dập bóng cây Bispin Crescent thuộc thành phố Mississauga, Canada. Các nhân viên y tế đã vội vã lên phòng ngủ trên tầng 2, nhưng không thể làm gì hơn. Celeb Harrison đã chết. Celeb là một ông bố hai con, 40 tuổi, với nụ cười dễ mến và một quá khứ đau buồn. Vào tối hôm trước, Celeb đã dạy con gái chơi bóng và sau đó lái xe về nhà một mình, để lại hai con ở nhà mẹ của chúng và cũng là vợ cũ của anh. Trở về, Celeb rót một ly rượu, nhấp nhấm nháp trong lúc xem TV. Khoảng 23 giờ, anh gọi cho bạn gái rồi sau đó chuyển điện thoại sang chế độ im lặng và đi ngủ. Kể từ đó, không ai còn biết tin tức gì về Celeb cho tới khi thi thể của anh được tìm thấy. Chuyên gia y tế nhận thấy trên cơ thể của Celeb có nhiều vết bầm tím và cháy xước trên cổ. Các khớp ngón tay bị sưng, một vết xước sâu trên ngực. Anh được xác định đã bị đánh đập và siết cổ trên giường. Những cái chết liên tiếp. Được gọi đến để chụp ảnh hiện trường, chuyên viên pháp y Solia Markin khi bước vào nhà và nhìn thấy cầu thang trải thảm dẫn lên tầng 2 thì ngay lập tức những hình ảnh trong quá khứ lại quay về. Nhiều năm trước, Markin cũng tới chụp ảnh một thi thể khác ngay tại đây, ở dưới chân cầu thang, đúng nơi mà cô đang đi qua. Celeb không phải là người đầu tiên trong gia đình Harrison chết tại ngôi nhà này, và thậm chí cũng không phải là người thứ hai. Vào tháng 4 năm 2010, người mẹ 63 tuổi của anh, Bridget Harrison, được tìm thấy đã chết ở chân cầu thang dẫn lên tầng 2. Cơ thể của bà nằm ngay cả bên cạnh phòng mà một năm trước đó bà đã bị phát hiện ra chồng mình, Bill Harrison, chết từ lúc nào không ai hay. Nguyên nhân tử vong của người đàn ông 64 tuổi vào thời điểm này được xác định là tự nhiên, còn nguyên nhân tử vong của vợ ông là không xác định. Và bây giờ lại đến lượt Celeb Harrison. Cái chết của Celeb nhanh chóng được nhận định đây là một án mạng, và lúc này cơ quan chức năng nhận thấy nó có nhiều điểm tương đồng với cái chết của Bridget. Điều này cũng đồng nghĩa với việc rất có khả năng cảnh sát đã bỏ sót hai vụ giết người trước đó. Ngay lập tức, điều tra viên đã tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của gia đình Harrison trong quá khứ và nhận thấy nhiều điểm bất thường. Cuộc sống êm đềm. Từ nhỏ, Chris Blackwell luôn học sinh xuất sắc và đóng vai chính trong hầu hết các vở kịch ở địa phương. Năm 16 tuổi, cô gái tóc vàng nhỏ bé đến học việc tại trung tâm nghệ thuật Stratford, nơi cô gặp Bill Harrison, một thanh niên hơn cô 2 tuổi, cao lớn và điển trai. Bill làm việc ở bộ phận trang phục. Anh lớn lên ở Stratford trong một gia đình gồm các nhạc sĩ và những người đam mê nhạc gia.
cha anh điều hành một công ty nhỏ, là một thanh niên da đen và một cô gái da trắng sống vào những năm 1960. Beans và Brisket khi bắt đầu hẹn hò đã phải đối mặt với sự cấm đoán và nhiều lời đàm tiếu. Tuy nhiên, họ vẫn cùng nhau vượt qua bằng tình yêu chân thành của mình. Sau khi kết hôn năm 1969, họ định cư tại thành phố Mississauga, Canada. Bean làm việc tại bộ phận bán hàng và quản lý. Brisket có một sự nghiệp đáng kể trong lĩnh vực giáo dục. Cô đã trở thành cố vấn cho nhiều thế hệ học sinh và giáo viên. Vào thời điểm đám tang của Brisket diễn ra, hơn 1.000 người đã tới tham dự. Brisket và Bean được nhận xét là một cặp đôi không thể tách rời. Mọi người bị thu hút bởi sự ấm áp, nhiệt tình và hào phóng của họ. Do không có khả năng sinh con, Brisket và Bean đã quyết định nhận con nuôi. Salep đến với họ vào năm 1973. Khi mới chỉ là một cậu bé 6 tháng tuổi, có đôi má phúng phính, cuộc sống của gia đình Harrison diễn ra êm đẹp trong ngôi nhà có 6 phòng ngủ tại đường Bisping Crescent, thành phố Mississauga. Bean và Brisket mua ngôi nhà vào năm 1975. Hơn một thập kỷ sau khi họ gặp nhau, đây cũng là nơi tụ họp quen thuộc của nhiều người thân thích và bạn bè họ. Cuộc hôn nhân sóng gió, lớn lên, Salep trở thành một chàng trai hóm hỉnh vui tính. Năm 2000, khi đang làm việc trong bộ phận vận chuyển của một cửa hàng đồ chơi, chàng trai 27 tuổi này đã chú ý đến một người con gái ngồi sau quầy lễ tân. 19 tuổi, Melissa Maris nổi bật với làn da ửng hồng, mái tóc nhuộm màu và sự hấp dẫn của cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời. Melissa lớn lên trong một gia đình cơ bản, cha và anh trai đều là cảnh sát. Melissa chuyển sự chú ý sang Celeb sau khi cô chia tay người bạn trai thời trung học. Tuy còn trẻ nhưng Melissa muốn có cuộc sống ổn định với một mái ấm của riêng mình. Trong 3 đến 5 năm sau đó, Celeb và Melissa đã kết hôn và lần lượt có với nhau hai đứa con cùng với một ngôi nhà ở Georgetown, cách nhà của bố mẹ Celeb 30 phút lái xe. Nhưng không lâu sau đó, cuộc hôn nhân giữa Celeb và Melissa bắt đầu xuất hiện rạn nứt căng thẳng. Những cuộc cãi vã thường xuyên xoay quanh vấn đề về tiền bạc, trách nhiệm với gia đình. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào tháng 6 năm 2005, Melissa gọi điện cho bố là cảnh sát tố cáo Celeb đã đánh cô trong nhà của họ. Celeb sau đó đã bị buộc tội tấn công vợ. Hai người chia tay sau đó. Celeb về sống với bố mẹ của mình, Melissa vẫn ở Georgetown và không cho Celeb gặp các con. Buồn chán sau cuộc hôn nhân tan vỡ, Celeb tìm tới bia rượu. Một tháng sau khi đường ai nấy đi, Celeb lái xe từ quán bar về nhà trong tình trạng say xỉn và đâm vào một chiếc xe khác khiến tài xế thiệt mạng và 4 người khác ngồi trên xe bị thương. Celeb bị khởi tố về tội lái xe say xỉn gây chết người nhưng được cho tại ngoại. Cũng từ đây, bi kịch liên tiếp ập xuống gia đình Harrison. Lời nói dối của cô vợ cũ. Buồn chán sau cuộc hôn nhân rạn nứt, Salep Harrison tìm tới bia rượu. Cũng chính cách giải thoát ấy khiến anh gây tai nạn trên đường lái xe từ quán bar trở về, làm một người chết và 4 người bị thương. Salep bị khởi tố về tội lái xe say xỉn gây chết người nhưng được cho tại ngoại. Trong các tuần tiếp theo, Melissa Maris, vợ cũ của Celeb, thường báo cảnh sát về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng và bị tấn công ngay tại sân sau nhà. Melissa cáo buộc chồng cũ là thủ phạm. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới nhà Celeb, họ nhận thấy anh không thể tự đi mà không có lạng sau vụ tai nạn. Lúc đó, tôi tin chắc rằng Melissa đang bịa ra toàn bộ câu chuyện, một cảnh sát trong nhóm điều tra này cho biết. Mùa đông năm đó, Melissa gặp Christopher Fafter, 28 tuổi, và làm quản lý bếp trong một nhà hàng địa phương. Hai người kết hôn vào tháng 10 năm 2006. Khi Melissa bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai, cô đã gửi đơn ra tòa yêu cầu được toàn quyền nuôi hai đứa con trai nhỏ. Trong đơn, Melissa chỉ ra rằng vụ đâm xe là bằng chứng cho thấy Celeb không thích hợp làm bố. Tuy nhiên, Melissa và Celeb cuối cùng
được tòa chia đều quyền nuôi con. Điều này khiến bố mẹ của Caleb Bean Harrison và Bridget Harrison hết sức vui mừng. Hai người cùng các cháu đến trường, tham gia các hoạt động, giúp chúng làm bài tập về nhà. Chỉ có Manisa đã tỏ thái độ không hài lòng. Trong 2 năm tiếp theo, Manisa nhiều lần tố cáo gia đình Harrison ngược đãi các con của mình, nhưng cảnh sát không tìm thấy chứng cứ. Ngày 9 tháng 3 năm 2009, Caleb cuối cùng bị kết tội trong vụ án lái xe khi say rượu, bị phạt 18 tháng tù. Thế nhưng bản án này không giúp được Manisa giành trọn quyền nuôi con. Thay mặt con trai, Bridget và Bean lập tức yêu cầu tòa cấp quyền chăm sóc cháu và được đồng ý. Bi kịch liên tiếp. Ngôi nhà tại đường Bixpen, Crescent, thành phố Mississauga, Canada của gia đình Harrison chìm trong bóng tối khi Bridget Harrison trở về vào 21 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2009. Trong nhà không bật đèn và chỉ có tiếng tivi nhỏ ở phòng khách. Bữa tối đã được sắp sẵn ra bàn, nhưng bà lại không thấy chồng mình đâu. Bridget cất tiếng gọi lớn nhưng không thấy Bin trả lời. Bà liền lên tầng 2 kiểm tra, nhưng ông cũng chẳng có trên giường. Quay lại tầng dưới, bà nhận thấy cửa phòng tắm ngay gần chân cầu thang đã bị khóa. Bà nhanh chóng tìm cách mở nó ra và bàng hoàng nhìn thấy Bin nằm gục trên sàn phòng tắm và không còn thở. Thi thể của Bin có vài vết chảy xước quanh cổ, có vết bầm tím trên đầu và bị dạn xương ức. Nói chuyện với cảnh sát, Bridget cho biết bà thấy bất thường khi cửa phòng tắm bị khóa. Bin không có thói quen này, nhất là khi đang ở nhà một mình. Bridget cũng thấy lạ khi đèn trong nhà tắm bị tắt. Dù Bin từ trước tới nay vẫn luôn khỏe mạnh, giám định viên kết luận cái chết có nguyên nhân tự nhiên. Tim của ông đơn giản là đã đột ngột ngừng đập không rõ lý do. Những vết chảy xước trên cổ của Bin có thể là do chiếc vòng cổ của nạn nhân gây ra, còn việc dạn xương ức là do nạn nhân khi loạng choạng đã đâm vào các vật thể ở trong phòng tắm. Một ngày sau khi Bridget phát hiện ra thi thể của chồng, bất hạnh khác lại đến với gia đình Harrison. Các con của Caleb đã mất tích. Trùng hợp, Manisa đã chuyển sang nơi khác sống, bất chấp làm trái lệnh phân chia quyền nuôi con của tòa. Hành động này khiến Manisa bị truy lùng về tội bắt cóc con ruột. Sau 7 tháng, Manisa bị bắt nhưng được tại ngoại với điều kiện không được liên lạc với các con. Cũng vì thế, Bridget, mẹ của Caleb, được toàn quyền nuôi cháu. Trước ngày Bridget ra tòa làm chứng về cáo buộc Manisa bắt cóc con ruột, bà đã viết một bản tường trình dự định sẽ trình bày tại phiên tòa. Trong đó, Bridget nói về nỗi đau mà bà đã phải chịu đựng, đối mặt với cái chết của chồng và sự mất tích của đứa cháu, lo sợ cho sự an toàn của chúng, cũng như việc của bà có thể không bao giờ gặp lại chúng nữa. 7 tháng sau, tuyệt vọng của cuộc đời, Bridget viết vào ngày 19 tháng 4 năm 2010, 2 ngày trước khi bà bị sát hại. Cái chết thứ hai. Sau khi bị bắt về tội bắt cóc con ruột, Manisa Merritt được cho tại ngoại với điều kiện không liên lạc với các con. Bà Bridget Harrison, mẹ của Caleb Harrison, được toàn quyền nuôi các cháu nội. Với việc Caleb được ra tù sớm hơn thời hạn vì có hành động phi tốt, cuộc sống của gia đình Harrison dường như đã trở về bình thường, mặc dù họ vẫn chưa thể nguôi ngoai trước cái chết của ông Bin Harrison. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2010, Manisa và người chồng mới là Christopher Fasto lái xe đến nhà Harrison bất chấp lệnh cấm của tòa án. Sợ hãi, Bridget vội gọi cảnh sát. Manisa bị bắt và phải ngồi tù 3 ngày. Vào ngày 21 tháng 4, chỉ một ngày trước khi Bridget ra tòa làm chứng về cáo buộc Manisa bắt cóc con ruột, cậu con trai 8 tuổi của Caleb, khi từ trường về nhà đã nhìn thấy bà nội nằm dưới chân cầu thang. Cậu bé vội vàng chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, nhưng tất cả đã quá muộn. Lần thứ hai trong năm, những chiếc xe cấp cứu và cảnh sát lại chạy đến ngôi nhà của gia đình Harrison. Bridget chết trong tư thế nằm ngửa, hai tay đặt ở bên cạnh, tựa đầu lên bậc cầu thang cuối cùng, đôi mắt mở to và trống rỗng. Thoạt đầu,
Brisket giống như đã gặp tai nạn khi trượt chân ngã trên cầu thang. Trong nhà cũng không có dấu hiệu bị xáo trộn hoặc dùng vũ lực đột nhập. Tuy nhiên, điều tra viên thấy lo ngại về vết chảy xước và bầm tím trên cằm và cổ của Brisket. Thi thể lập tức được gửi đi khám nghiệm. Kể từ ngày Brisket qua đời, những người thân của bà tỏ ra lo ngại về Melissa Merritt. Cảnh sát sau đó đã tiến hành phỏng vấn Melissa. Người phụ nữ này cho biết mình đã ở nhà vào ngày Brisket qua đời với một đứa trẻ mà cô được thuê chăm sóc. Trong khi đó, Christopher Khai đã làm việc ở sân sau nhà mình và sau đó tới nhà bà ngoại của Melissa để lấy đồ. Camera của nhà hàng xóm xác nhận khoảng thời gian Christopher làm việc ở sân, nhưng cảnh sát chưa từng tới hỏi bà ngoại của Melissa. Cái chết thứ ba. Hai ngày sau đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy phần cổ của nạn nhân có dấu hiệu bị siết mạnh khiến ngạt thở. Tuy nhiên, nạn nhân cũng bị gãy xương ở phía sau cổ, một chấn thương không thường thấy trong các trường hợp bị bóp cổ, mà lại ủng hộ giả thuyết té ngã. Kết luận của cảnh sát nói rằng không có bằng chứng về án mạng, nhưng những tổn thương lại không thể giải thích. Cuộc điều tra cũng mau chóng khép lại sau 2 tuần với kết luận nguyên nhân tử vong không xác định và chờ nhận thêm thông tin. Liên tiếp mất cả bố mẹ trong một năm, Salep đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố gắng nuôi dạy hai con thật tốt. Anh thường xuyên đưa các con đi chơi công viên hoặc dạy chơi bóng chày. Nhưng rồi chỉ 3 năm sau, căn nhà của gia đình Harrison lại phải chứng kiến thêm một bi kịch khác. Ngày 23 tháng 8 năm 2013, Salep nghỉ việc mà không báo trước. Thi thể lạnh cứng của anh được người giúp việc theo giờ và đồng nghiệp phát hiện. Salep đã bị đánh đập và siết cổ chết trên giường. Trùng hợp là chỉ một ngày trước khi Melissa bị chấm dứt quyền nuôi con. Cái chết của Salep mau chóng được nhận định là án mạng và có nhiều điểm tương đồng với cái chết của Brisket. Lúc này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ và hướng sự chú ý vào Melissa và người chồng mới cùng lịch sử mâu thuẫn giành quyền nuôi con gay gắt và kéo dài nhiều năm giữa Melissa và gia đình Harrison. Bằng chứng rõ ràng. Cái chết của Salep Harrison mau chóng được nhận định là án mạng và có nhiều điểm tương đồng với cái chết của mẹ anh là Brice Harrison xảy ra 3 năm trước. Lúc này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ và hướng sự chú ý vào vợ cũ của Salep là Melissa Merritt cùng người chồng mới của cô Christopher, cũng như lịch sử mâu thuẫn giành quyền nuôi con gay gắt và kéo dài nhiều năm giữa Melissa và gia đình Harrison. 2 tuần sau khi Salep bị giết, Melissa đã đệ đơn xin quyền nuôi con với lý do chồng cũ đã chết. Sau đó cô và Foster cùng các con vội vã rời khỏi nơi ở cũ. Lần này cảnh sát đã theo dõi mọi hành tung của họ, rà soát thùng rác tại nhà nơi Melissa sống cùng Christopher. Cảnh sát tìm được đôi giày thể thao mà Christopher đã mua vào tối trước khi Salep bị giết. Trên đôi giày có chứa ADN của cả Salep và Christopher. Ngoài ra, chiếc găng tay đen trong nhà Christopher cũng có ADN của Salep. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ADN của Christopher cũng xuất hiện dưới móng tay của Salep. Vào một buổi sáng tháng 1 năm 2014, những chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau chạy trên con đường ở vùng nông thôn thưa thớt Nova Scotia và dừng lại trước một ngôi nhà nơi Melissa và Christopher sinh sống. Họ đã bị giải đi với tội danh giết người cấp độ 1. Cái chết của Bill Harrison cũng được kết luận lại là án mạng. Trong nhà cặp đôi, cảnh sát còn tìm thấy một máy tính xách tay có chứa lịch sử tìm kiếm trên Internet. Theo đó, trước thời điểm xảy ra án mạng, Melissa và Christopher nhiều lần đã tìm kiếm những câu hỏi đáng ngờ như người bị siết cổ thì bao lâu sẽ chết, nếu ông bà đang nuôi cháu mà bất ngờ qua đời, ai trong hai bố mẹ được quyền nuôi con, hoặc cách giết người dễ thoát tội nhất. Tội ác kinh hoàng. Đêm đó, sau cuộc phỏng vấn kéo dài 13 giờ, Christopher đã thú nhận tội ác. Người đàn ông này nói rằng vào tháng 4 năm 2010, hắn đã đến ngôi nhà của gia đình Harrison với một tờ giấy nhắn giả vờ là gửi cho bọn trẻ.
Khi Bridget mở cửa, hắn đã lao vào tấn công bà. Tôi đánh bà ấy rồi bóp cổ cho đến khi bà ấy tắt thở và nằm trên sàn. Christopher khai nhận, hắn nói rằng việc giết Bridget sẽ cho vợ hắn cơ hội tốt hơn trong việc giành quyền nuôi con. Christopher khẳng định Melissa không liên quan gì đến chuyện này. 3 năm sau cái chết của Bridget, Christopher lại lái xe đến ngôi nhà của gia đình Harrison vào nửa đêm, đeo găng tay đen, đi đôi giày vừa mua. Christopher đột nhập vào nhà bằng chìa khóa trộm được từ con trai của Saleb. Nhận thấy Saleb đang ngủ, Christopher đứng trên giường với cây rủi cui giơ cao và đánh vào ngực Saleb. Saleb bật dậy ngay sau đó nhưng cũng không thể chống đỡ. Sau một lúc tấn công, Christopher bóp cổ Saleb như cách đã làm với bà Bridget. Một lần nữa, Christopher nhận hết trách nhiệm và khẳng định Melissa không biết gì cho đến tận sau này. Trên đường dẫn giải, Melissa và Christopher được nhà chức trách nhốt chung buồng giam. Tưởng rằng không có ai nghe thấy, Christopher bắt đầu thì thầm với Melissa mà không hề biết trong buồng giam có lắp máy ghi âm bí mật. Khi Christopher thì thào rằng đã nhận hết trách nhiệm về mình, Melissa hỏi tại sao hắn làm vậy. Christopher trả lời, để em chịu tội nhẹ hơn. Theo điều tra viên, đoạn hội thoại cho thấy Melissa biết rõ về những lần Christopher gây án. Năm 2018, Melissa và Christopher cùng bị kết tội giết người cấp độ 1 trong cái chết của Gareth Garrison. Tuy nhiên, chỉ có Christopher bị phạm tội giết Bridget Garrison. Hắn ta còn bị cáo buộc giết người cấp độ 2 trong vụ án mạng của Bill Harrison nhưng được tuyên trắng án vì thiếu chứng cứ. Cuối cùng, Melissa và Christopher bị phạt chung thân, không ân xá trong ít nhất 25 năm. Trong sự việc, cảnh sát khu vực phải chứng kiến nhiều chỉ trích và bị cho rằng tắc trách trong lúc điều tra hai cái chết đầu tiên của gia đình Harrison.